Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Video ngày hôm nay thì cô giáo tiếp tục hướng dẫn cho các em chúng ta cách rèn luyện cái bộ não của mình để cho bộ não của chúng ta trở nên linh hoạt hơn, nhanh nhẹn hơn và có khả năng ghi nhớ lâu hơn. Các em ạ, để rèn luyện cái bộ não của mình trở nên khỏe mạnh này, có khả năng là ghi nhớ được nhiều và ghi nhớ được lâu, nhanh nhạy trong học tập thì chúng ta sẽ phải rèn luyện. Và một cái cách rèn luyện đó là chúng ta rèn luyện để nhớ một cái dãy số ngẫu nhiên, và dãy số đó có khoảng từ 10 con số hoặc là 20 con số, 50 con số, 100 con số hoặc nhiều hơn nữa. Thì đó là cái khả năng ghi nhớ của não bộ chúng ta nó đã được kích hoạt rồi đấy. Hôm trước thì cô đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta ghi nhớ các cái con số từ 00 tới 14. Hôm nay thì cô tiếp tục hướng dẫn cho các con chúng ta sẽ chuyển đổi các con số từ 15 đến 29 qua hình ảnh và ghi nhớ nó. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển đổi các con số từ 15 đến 29 ra thành các cái hình ảnh tương ứng với các con số nhé. Số 15 chúng ta chuyển đổi thành tiền. Số 16 thành hình ảnh con ốc sên. Số 17 thành hình ảnh nốt nhạc. Số 18 thành hình ảnh đèn giao thông. Số 19 là hình ảnh con chó. 20 là hình ảnh quả bom. 21 là hình ảnh cây nến hay còn gọi là cây đèn cầy. 22 là hình ảnh chim thiên nga. 23 là hình ảnh con công. 24 là hình ảnh con sóc. 25 là hình ảnh cần cẩu. 26 là hình ảnh con gà trống. 27 là hình ảnh con chuột. 28 là hình ảnh cà rốt và thỏ. 29 là hình ảnh chuột máy tính. Chúng ta vừa thực hiện chuyển đổi các con số thành hình ảnh. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ đó là sẽ học để thuộc các cái con số tương ứng với những hình ảnh mà mình đã chuyển đổi. Cũng như cái video ngày hôm trước, cô đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta chuyển đổi các con số từ 00 đến 14 bằng cách là liên tưởng, kết nối và kể chuyện. Câu chuyện ngày hôm trước kết thúc của chúng ta đó là mọi người đang thì ở trên một cái thuyền. Vậy thì diễn biến của câu chuyện tiếp tục sẽ như thế nào? Cô mời các bạn chúng ta sẽ theo dõi cô kể câu chuyện để chúng ta có thể nhớ các cái con số và hình ảnh của ngày hôm nay từ số 15 đến số 19 nhé. Mọi người đang thì lênh đênh ở trên thuyền thì đột nhiên xuất hiện một cái cơn mưa lạ. Cơn mưa này không phải là cơn mưa bình thường mà những cái hạt mưa nó rất là to, và khi rơi xuống ấy thì hóa ra đó là những cái đồng tiền, những đồng tiền bằng bạc, những đồng tiền bằng đồng, nó rơi xuống, nó va vào nhau kêu len keng, giống như là người ta sắp hàng ngàn những cái rổ ốc sên. Cái tiếng kêu nó cứ rồn rã giống như là những cái nốt nhạc trong cái bài hát đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ. Các bạn biết cái chuyện gì xảy ra nữa không? Tiếp sau đó thì đột nhiên xuất hiện một con chó. Con chó này có một quả bom buộc ở trên lưng. Nó đang lao về phía mọi người. Mọi người rất là sợ hãi, bắt lấy con chó và vội vàng gỡ quả bom ra khỏi người con chó. Lúc này thì trời đã nhá nhem tối, mọi người đang loay hoay để gỡ quả bom ra. Thì có một người đã mang cây nến đến
để cho mọi người nhìn cho rõ. Và cuối cùng thì mọi người đã gỡ được quả bom ra. Mọi người ném quả bom ra xa ngoài mặt biển. Quả bom bắt đầu phát nổ. Và những cái tia nước bắn lên sáng rực, giống như những con chim thiên nga và những con công đang hủ múa hát ở trên mặt biển vậy. Lúc này thì mọi người bắt đầu tiến về đất liền. Khi mọi người vừa tới đất liền thì bỗng có một con sắt khổng lồ ở đâu xuất hiện. Nó nhảy lên đầu mũi thuyền, làm cho cái thuyền trông chênh và tự nhiên lật úp xuống. Mọi người lúc này mới tiếp tục phải đi gọi tầm cầu đến để cổng chiếc thuyền lên. Các bạn biết là người điều khiển cần cẩu là ai không? Thật là bất ngờ. Người điều khiển cần cẩu lại là một chú gà trống. Bên cạnh là một chú chuột và có một chú thỏ đang thì ngồi ăn cà rốt. Chú thỏ vừa ăn cà rốt vừa cầm cái con chuột máy tính lê để điều khiển cho chiếc cần cẩu thuyền lên một cách chính xác và an toàn nhất. Vừa rồi thì các bạn vừa nghe câu chuyện của cô, cô vừa kể câu chuyện liên quan đến các con số từ 15 đến 29. Các bạn chúng ta hãy tự liên tưởng và hãy tự kể câu chuyện của mình nhé. Các bạn có thể tự tưởng tượng câu chuyện của mình hoặc các bạn có thể nghe lại câu chuyện của cô một hoặc hai lần. Chắc chắn là các bạn chúng ta sẽ nhớ rất nhanh các con số từ 15 đến 29 đấy. Sau đây thì cô sẽ đọc các con số này. Các bạn chúng ta sẽ cùng cô kiểm tra và rèn luyện nhé. 15 tiền, 16 ốc sên, 17 nốt nhạc, 18 đèn xanh đỏ, 19 con chó, 20 quả bom, 21 nến, 22 thiên nga, 23 công, 24 sóc, 25 cần cẩu, 26 gà trống, 27 chuột, 28 thỏ cà rốt, 29 chuột máy tính. Như vậy là chúng ta đã thuộc các con số gắn với các hình ảnh từ 15 đến 29 rồi đấy. Các bạn thấy cái bài hướng dẫn của cô có dễ hiểu không? Nếu mà các bạn thấy hấp dẫn thì hãy thả tim cho cô. Nhớ bấm vào nút đăng ký, bấm vào chuông để tiếp tục cập nhật những cái bài hướng dẫn tiếp theo của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.